kính thưa quý vị thời gian qua sau khi giá xăng dầu liên tục tăng thì nhiều mặt hàng hóa ngoài thị trường cũng đã tăng theo đặc biệt gần đây mặt hàng bia tăng giá vào mỗi nơi mỗi kiểu anh Bình, nhân viên kinh doanh hàng tiêu dùng cho biết, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, giá bia Tiger và Heineken mỗi ngày mỗi giá và tăng liên tục. Cụ thể, Heineken có giá từ 404.000 đồng một thùng, nay tăng lên 414.000. Tiger từ 360.000 đồng lên cao nhất là 362.000 đồng một thùng. Anh Bình cho biết dù tuần này giá bia Tiger đã hạ nhiệt còn 352.000 đồng một thùng, nhưng vẫn còn cao so với đầu năm 2022. Theo anh Bình, mức giá này được người mua canh mua tại một số siêu thị chạy chương trình khuyến mãi, sau đó bán về các đại lý, tạp hóa mỗi thùng bia lời khoảng 3.000 đồng. Tuy nhiên, giá đến người tiêu dùng tùy các điểm bán lẻ, tạp hóa quyết định. Khảo sát của phóng viên tại một số điểm bán lẻ, Bia Tiger hiện nay có giá 375.000 đến 385.000 đồng một thùng, Bia Heineken 440.000 đồng một thùng. Số người bán cho biết giá Heineken như vậy là đã giảm vì mấy ngày trước đó có giá tới 460.000 đồng một thùng tại siêu thị MM Mega Market An Phú, thành phố Thủ Đức, ở khu vực bán đồ uống trên quầy kệ bia, một số khách hàng bất ngờ khi thấy dán thông báo. Vì số lượng có hạn nên giới hạn mỗi khách hàng có thẻ thành viên mua tối đa 2 thùng hoặc 8 lốc trên một hóa đơn một ngày. Quan sát của phóng viên ở phía dưới quầy kệ bia Tiger không còn loại nguyên thùng, ở phía trên kệ chỉ có loại lốc 6 lon. Theo bảng giá ở đây, các loại bia đang được bán thấp hơn bên ngoài như Tiger có giá 355.500 đồng một thùng, Heineken có giá 429.500 đồng một thùng. Theo một nhân viên tiếp thị, bia Budweiser cũng tăng giá. Hai tháng trước, loại bia này có giá 407.000 đồng một thùng, sau đó tăng lên 427.000 đồng một thùng, và hiện nay có giá 435.500 đồng một thùng được khuyến mãi túi đeo. Ghi nhận tại một số quán nhậu, các chủ quán cho biết hiện nay giá nhập các loại bia lon đều tăng cao, bia chai thì không tăng. Tuy nhiên giá bán cho khách đến quán chỉ tăng 1.000 đồng một lon hoặc không tăng. Anh Chót, chủ quán nhậu quận Tân Phú cho biết, hiện nay nhập bia Tiger về giá tăng tới 365.000 đến 370.000 đồng một thùng, kể cả tiền đã ướp lạnh mỗi thùng tương đương với 380.000 đồng một thùng, nhưng giá bán cho khách vẫn không tăng theo. Đáng chú ý, tại khu vực bày bán trứng gia cầm ở siêu thị MM Mega Market An Phú, một khách hàng vừa đẩy một xe trứng gà trả lại vừa tỏ vẻ trách nhân viên sau không nói trước để đỡ mất công, vì khi ra đến quầy tính tiền mới biết mỗi khách hàng chỉ được mua 3 vị trứng gà. Thực tế, tại khu bày bán có dán thông báo chữ lớn, giá tốt mỗi ngày trứng gà tươi 73.600 đồng một ký, giá thị trường 74.400 đồng một ký và một dòng chữ in nhỏ giới hạn mỗi khách hàng 3 vỉ trên một hóa đơn một ngày, một vỉ gồm 30 quả trứng trọng lượng 54 gram. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO A Vòng Pháp Luật tb vn để những cái quà tặng và những bút hấp dẫn